cây. Lần đầu tiên đi chợ trời mà thấy cái gì cũng mắc. Con ở bên kia nó bán cái gì? Đồ ăn, giày dép, thứ gì cũng có mọi người. Đây là cái kia, chắc các cái hạt. Giày có con bây giờ iPhone nó bảo là nó dùng bằng dây Samsung á. Mấy cái của mình phải vứt đi hết à? Các máy móc. Ghế lốt xe 20 đồng. Mắc thế nhỉ? Gì mắc thật. Đấy cái gì á? Nên mọi người đông ơi là đông mà đầu đủ thứ cái gì cũng có luôn. Đắt cũng có, rẻ cũng có. Gì cũng có còn nhỉ? Đắt cũng có, rẻ cũng có. Đây mọi người. Đồ ăn mọi người tầm đồ ăn của người Mexico nhiều. Mười đồng một quần bò. Một quần bò
một quần jean không nhỉ? Thôi mọi người hãy cho mình tạm dừng video tại đây nhá. Một lần nữa mình cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem hết video hai mẹ con cùng đi chợ trời với mình nhá. Nếu mọi người thấy video của mình hay và bổ ích thì hãy comment ở dưới video để mình có thêm động lực ra nhiều video mới. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.